cái nước này thì do chắc có thể là do có cái nước hồng sâm ở trong đó, cho nên cái vị nó không có khó chịu như là những nước cần tây của chỗ khác mà bán, mà cảm thấy là ê, uống nó cũng dễ chịu hơn và nó có cái dưỡng cái mùi hương của cái hồng sâm, nó làm cho cảm giác là uống nó rất là dễ chịu và nó thơm cái miệng.